Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay lại. Thì trong cái video trước á, mình có quay chia sẻ mọi người về cái kiosk 11, 12 của chị Trinh. Thì hôm nay mình đi ra ngoài dàn tảo quay đó, thì mình ghé kiosk chị Trinh và đã review mọi người cái mẫu tai nghe mới về của chị Trinh ha. Đó, thì hôm nay chị Trinh về cái mẫu tai nghe là AirPods Pro, và phiên bản này là hàng fake các bạn nha, không phải hàng chính hãng, nhưng mà nó làm rất là giống các bạn nha, cho nên mình review mọi người. Thì ở đây là cái sản phẩm này là chị Trinh tặng cho mình rồi nha, tại vì mình thường xuyên mình ra ngoài đó mình quay rồi mình review chia sẻ cho chị Trinh để Trinh bán đồ đó, cho nên chị Trinh tặng cho mình cái mẫu này để về mình trải nghiệm, và tặng cho mình kèm theo cái đèn này lát mình sẽ mở review mọi người sao ha. Tại đây mới là nhân vật chính nè, đây bạn, đây là mẫu tai nghe AirPods Pro rồi ha, đó rất là giống luôn. Đây cái hộp nè, làm hình trái táo luôn rồi nha, đó hình trái táo này, AirPods AirPods Pro rồi ha, wireless trên G nè, đó wireless trên G khác là cái có cái hộp sạc không dây đó. Đây các bạn, mẫu mã nè, đây nè, ở phía sau các bạn ha. Đó, nó cũng làm cái hộp có in chữ nghĩa rồi này nọ y chang như là hàng chính hãng luôn các bạn ha. Đó, cũng gần giống luôn. Đây, đó các bạn thấy không, đây nè. Xung quanh này nọ đều có ghi thông số hộp này nọ luôn, rất là giống luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc hộp ra bạn ha. Đây là cái sản phẩm này là còn nguyên tem miễn si luôn. Đó, chị Trinh lấy cho mình cái mẫu mới ha, lấy cho cái mới luôn chứ không phải là cái cũ cho mình đâu. Đó, để mình đem về mình review, mình bóc siêu cho mọi người coi. Đây bạn, đó, ok, đây mình sẽ mở từ từ cho mọi người cảm giác nó hấp dẫn ha. Đó, lần đầu bóc hộp tai nghe AirPods Pro các bạn ha. Đó, hàng fake, chỉ có 450.000 các bạn ha, chỉ có 450.000 thôi chứ không phải 4 triệu rồi nha. Đây nè, có giấy hướng dẫn sử dụng đàng hoàng luôn nha. Đó, design buy in California ha. Đó, giấy nè, giấy hướng dẫn sử dụng đồ nè ha. Đó, thấy chưa, đầy đủ hết đơn mà ha. Đó, hướng dẫn sử dụng này nọ đầy đủ luôn, hàng fake nhưng mà làm y chang hàng chính hãng luôn. Đây, đây mà là nhân vật chính rồi ha. Đây, wow, đây chúng ta sẽ có một cái bộ tai nghe AirPods Pro ha. Mình sẽ để nó qua một bên mình coi trong hộp có gì nữa nè, để mở ra nó coi. Đây, bên trong thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái bộ cáp sạc chuẩn Lightning các bạn nha. Đó, chuẩn USB-TC các bạn nha. Đây nè. Đó. Một đầu thì là chuẩn USB-TC, đầu là Lightning các bạn ha. Thì cái này á, chúng ta phải sử dụng cái cáp sạc, cái cốc sạc các bạn nha. Các bạn sử dụng cốc sạc mà nó có hỗ trợ cái đầu này nè. Từ iPhone 11 các bạn ha. Đó, iPhone 11 thì nó sẽ có cái cốc sạc, có cái đầu USB-TC thì chúng ta sẽ sử dụng được cái dây này. Đây, còn nếu mà các bạn không có cái cốc sạc mà có cái đầu này các bạn ha, thì các bạn có thể sử dụng cái cốc sạc bình thường. Cái cốc sạc bình thường rồi sử dụng cái dây Lightning này nè, chúng ta gắm sạc cho cái AirPods này các bạn ha. Đó, còn cái này chúng ta không có cái cốc sạc thì chúng ta cứ để nó qua bên bình thường các bạn nha. Đây bạn, dây thì mình thấy nó rất là cứng cáp bạn nha. Đây là dây cứng cáp to chứ không phải là dây kiểu nhỏ nhuyễn băng đâu. Nhưng mà nó không phải là hàng chính hãng thôi, làm rất là giống luôn các bạn. Đó, rồi tiếp tục để mình coi nó còn cái gì bên trong nữa các bạn nha. Hết rồi các bạn nha, chúng ta hết. Con nè. Đó, đây nó sẽ tặng kèm theo chúng ta mấy cái cục cao su nhét tay các bạn nha. Đây nè, đây chúng ta có gồm có thêm hai bộ cao su nhét tay với kích thước khác nhau để cho chúng ta phù hợp với lại cái tay chúng ta đó. Đến là tay chúng ta sử dụng là tay chúng ta nó to thì chúng ta sử dụng cục to, còn chúng ta nhỏ thì chúng ta sử dụng cái tay nhỏ, cái cao su nhỏ ha. Đó, thì chúng ta chỉ có như đây thôi. Thì giờ mình sẽ tiến hành đến cái nhân vật chính nè. Ok, thì đây chính là cái sản phẩm chính chúng ta các bạn nha. Thì mình sẽ bóc siêu ra nè. Đâu rồi, gung tay quá các bạn nha, lần đầu tiên bóc siêu AirPods Pro luôn, ghê chưa. Đó, gung tay luôn á, gung tay gung chân luôn. Đâu rồi, gung tay quá không biết nằm hướng nào luôn. Đây, đây, đây bóc siêu ra các bạn nha. Đó, wow, yeah. Đây các bạn, bóng lưỡng luôn các bạn nha, bóng lưỡng luôn. Đó, bóng lưỡng luôn, để mình quay cận cảnh tí xíu nữa cho mọi người coi cho nó rõ hơn ha. Đây mọi người, thì mình sẽ quay cận cảnh cái AirPods Pro để cho mọi người thấy nó chi tiết hơn ha. Đó, rất là bóng lưỡng luôn rồi nha. Đó, bóng lưỡng luôn nè. Các bạn thấy không, cái độ hoàn thiện của nó rất là ok. Đó, ở trên mặt lưng của nó thì có ghi chữ Design by Incalibria at same gì nè, Simber in China. Đó, thì nói chung là nó các bạn có thể tự giải thích cái từ Simber in China giùm mình nha, giống như là kiểu như là copy lại sao các bạn hiểu không.
đó, giống như kiểu như copy lại ha, giống như copy và sản xuất lại ở thị trường Trung Quốc này nọ đó. Mình không hiểu gõ máy tại mình cũng không thành tiếng Anh. Ở phía trước là chúng ta có một cái lỗ này, mình chưa biết là chức năng để làm gì nè. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái lỗ để cắm sạc cho cái tai nghe ha. Đây là cái nút để chúng ta bấm kết nối nè. Đây phía sau có cái nút nè, nó sẽ mở ra bạn nha. Đó đây bạn, rất là đẹp rồi nha. Đó vừa mở lên là bắt đầu nó cháy đèn xanh lên, nhìn rất là đẹp. Đây bạn, ở đây nè, các bạn để ý ở trên cái nắp này, ở trong cái nắp bạn thấy không, đây nè, ở trong cái nắp đó nè, đó nó có ghi những cái cảnh báo hoặc là những gì, giống như đây là cái hình thùng rác, là cảnh báo là không có quăng thùng rác ha. Ở bên đây là những cái logo hoặc là những cái gì đó, nói chung là của cái thương hiệu của chúng ta đó. Đây bạn, chúng ta sẽ lấy ra ha. Đây chúng ta có hai tai nghe ha, đó rất là đẹp. Mình sẽ lấy cái kia ra luôn các bạn ha. Đấy bạn, chúng ta sẽ có hai cái tai nghe AirPods Pro bạn ha. Đó. Cái độ hoàn thiện rất là cao các bạn nha. Đây nè. Đó. Này, ở phía dưới cái khe này bạn thấy, bạn nhìn ở trong cái khe này nè. Đó, nó cũng có ghi những cái thông số, những cái mã số này nọ, những cái chữ như là design California nha, hoặc là gì đó. Để mình coi, cho mình coi gần lại xíu mình mới thấy được. Để xa mình không thấy. Nó ghi là Apple A2084 China, rồi ở dưới là những cái mã số. Cái này giống như là cái mã số của cái mặt hàng sản xuất ra gì đó, mình cũng không có biết chính xác rồi ha. Đó phía dưới là đây, phía dưới phần đuôi thì nó sẽ có cái phần trắng trắng, hai cái viền trắng trắng kiểu như kim loại óng ánh lên bạn ha. Đó, và nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây nè bạn nha, nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây. Nó trên đây là cái lỗ tai nghe chúng ta nè, là cái này là cái cảm biến rồi nha, chỗ này là mình nghĩ là cái cảm biến này đó. Tại mình cũng chưa từng bóc họp cái sản phẩm chính hãng thật sự lần nào, và mình cũng chưa từng sử dụng cái mẫu tai nghe AirPods nữa. Trước giờ mình không có nghe nhạc nhiều, nhưng mình cũng không có sử dụng tai nghe AirPods rồi nha, nên mình cũng chưa có hiểu hết được những cái chức năng cũng như cái cấu tạo của cái AirPods này được đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối cái AirPods này với lại điện thoại của mình để cho mọi người coi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối cái AirPods này với lại cái điện thoại để cho mọi người coi nha. Đó, thì cái AirPods này nó sẽ rất là linh động nha, thông minh nha, nó sẽ tự động kết nối điện thoại iPhone của ta luôn, không cần phải kết nối bằng cách là vào cái cài đặt Bluetooth rồi chọn tên Bluetooth rồi bấm kết nối nọ, mất thời gian rồi ha. Đó, chúng ta chỉ cần bật lên là nó sẽ tự động kết nối. Thì đây mình sẽ tiến hành bật cái nắp lên các bạn ha, để coi cái điện thoại mình nó kết nối thế nào. Đây, mình đã bật cái tai nghe lên rồi nha. Đó, bạn thấy không? Mình vừa bật cái tai nghe lên thì ở trên cái điện thoại mình nó liền hiện một cái bảng thông báo kết nối nè. Đó bạn thấy không? Đây, để mình quay lên cho bạn coi nè. Đó, nó hiện lên, tại vì ở đây là do mình quay bằng máy ảnh nên cái độ sáng nó sáng cao quá đó. Ở trên cái màn hình điện thoại nó chá ánh sáng lên nên chúng ta khó nhận thấy, khó thấy chữ ở trên ha. Đóng lại nè. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra lần nữa nè. Để coi nó tự động kết nối hay không. Đó, ok bạn ha. Đây mình tắt nè, đó, mở lên lại lần nữa nè. Nó sẽ kết nối, nó cũng rất là nhanh các bạn nha. Đây nè, nó ghi nè kết nối, mình sẽ bấm vào chữ kết nối các bạn. Đây nè, kết nối đó. Nên các bạn, nó kêu mình là nhấn giữ vào cái nút phía sau lưng nè, chúng ta sẽ nhấn giữ vào các bạn nha, nhấn giữ vào vài giây rồi đó thì nó sẽ tự động kết nối nha. Và khi mà cái AirPods nó kết nối được với lại điện thoại của chúng ta thì ở trên cái board này á, trên cái AirPods á, nó sẽ báo là đèn trắng rồi nha, nhấp nhớ đèn trắng. Và đây là nó cách chia sẻ, nó hướng dẫn cho mình cách sử dụng nè. Đó, bên đây là pin của thằng AirPods này, hai cái AirPods chúng ta hiện tại là còn 91% pin, còn cái board sạc á, đó mình cái hộp sạc này của nó là còn 71%, còn đây là 91% mà nha. Đó, thì hiện tại là nó đã kết nối xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đóng lại là tắt đi, rồi mình sẽ kết nối lần nữa nè. Đó, bây giờ là sẽ tự động kết nối luôn rồi nha. Đó, nó tự động kết nối luôn, nó không có kêu chúng ta kết nối hoặc là kêu chúng ta bấm nút gì hết trơn. Ở đây là tự động nó kết nối và nó báo pin chúng ta hay nó báo pin chúng ta. Đó, ở đây thì mình thấy là nó báo pin hình như là cũng không được chính xác bao nhiêu bạn nha. Mẫu iPod này là cũng như hàng phát cho nên nó báo dung lượng pin cũng không được chính xác. Lúc nãy là báo 91, bây giờ nó báo là 84 nè. Mình sẽ đóng và mở lại nè. Tại hàng phát mà nó không thể nào mà chỉnh chuẩn được ha. Đây là 85 nè. Đó, 85. Đóng lại mở lần nữa. Cái bot sạc này thì nó báo chính xác nè. Còn cái về cái tai nghe thì nó báo nhiều lúc không có chính xác. Đây 85 nè. Đó, bây giờ thì nó báo chính xác lại rồi nha. Mở lại nữa. Đó, vẫn là 85 bạn nha. Lần đầu tiên thì có thể là do mới kết nối lần đầu nên nó sẽ báo không có chuẩn, nó đo pin không có chuẩn.
Đây, nó vẫn báo chuẩn ha, dao động 84, 85 là đúng, còn thằng bên đây 72, 72, 71 là đúng rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy tai nghe ra để mình sử dụng ha. Đó, khi mà chúng ta rút cái tai nghe ra, khi mà các bạn rút một cái tai nghe ra thì ở trên cái màn hình nó báo khác ha. Nó báo tín hiệu là LG nè, đó, bên trái bên phải, và nó báo dung lượng pin của từng cái tai nghe riêng biệt luôn, bạn thấy nè, đó. Nó báo riêng từng cái luôn. Đó, cái bên bên trái nè, còn 91 nè, cái bên phải là còn 84. Vậy là báo thì đúng các bạn nha, vậy là nó báo đúng rồi, lúc nãy là có nghĩa là nó báo như vậy, là nó báo chung chung giữa hai cái. Còn khi mà các bạn lấy cái tai nghe ra luôn á thì bây giờ nó sẽ báo là từng cái riêng. Đó, nó báo từng cái riêng, mình sẽ làm lại cho bạn coi nè. Mà làm cho bạn coi. Đó, bây giờ nó báo là 84 là hai cái nè, nó báo chung chung là hai cái là 84. Khi các bạn rút ra bắt đầu một cái là 91, cái là 84 là chuẩn rồi nha, là chuẩn, nó báo là chuẩn. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó như thế nào đây. Mình sẽ vô nghe nhạc nè. Đó, mình sẽ bấm vào bài hát của mình. Mà bấm vào bài hát ha. Rồi mình sẽ nghe thử coi. Nghe nó ấm rồi nha, ấm rồi to lắm. Mở hết mát luôn rồi. Nghe ấm rồi to. Nghe cái thứ hai luôn. Nghe rất là ấm luôn các bạn nha. Mình nghe rất là ấm luôn. Đây bạn, mình đang nghe bằng AirPods rồi nha. Đó, nó phát âm thanh nó lớn đến nỗi là nghe nghe tới ngoài luôn bạn nha. Hiện tại là mình nghe được bên ngoài luôn nè. Nó hiện tại là mình nghe được bên ngoài luôn các bạn. Đây là mình đang tắt nè, thì như là nó sẽ có cái cảm biến thì chúng ta sẽ nhấn nhấn vào nhấp nè, đó, nhấp vào thì ở đây nó tắt rồi nha, đây nè. Đó, nó tắt nè, chúng ta phát lại nè. Mình sẽ nhấp vào tai nghe. Không biết là nhấp ở chỗ nào thì mình coi coi. Đây, chúng ta nhấp vào đây các bạn nha. Đó, nhấp vào thì ở đây nó tự động tắt và phát cái nhạc nè. Đó. Nói chung là cái chức năng đó chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được hết rồi nha. Bây giờ mình cũng mới review lần đầu tiên là mình cũng không hiểu hết được chức năng của nó đâu. Đó, thì giờ mình sẽ thử trải nghiệm cái chức năng ghi âm của nó thử coi nó ok không bạn nha. Thì mình sẽ vào phần ghi âm để mình kiểm tra xem cái máy chúng ta nó ghi âm tốt không, cái tai nghe ghi âm tốt không. Ok, thì mình sẽ để ở đây, mình sẽ để vô tai nghe của mình nha, để vô tai của mình rồi mình ghi âm nha. Giờ mình sẽ ghi âm mọi người nha. Alo 124, 124, alo alo, alo alo, alo vừa khô lên giá. Alo 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 alo, 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 alo alo. Rồi, rồi các bạn lý cho mình nè, các bạn lý cho mình ha. Thì bây giờ các bạn thấy lúc nãy là trong cái quá trình ghi âm á, đây mình sẽ bấm lại nè. Các bạn có thể thấy cái quá trình ghi âm là khi nào các bạn có nói chuyện á thì cái đường sóng này nó mới nhảy. Còn lúc nào mà các bạn không nói chuyện là cái đường sóng nó thẳng băng luôn. Bây giờ mình im chút xíu nha. Đây bạn, bạn thấy là khi mình không nói chuyện là cái đường sóng này nó thẳng băng luôn. Đó, cái đường sóng này nó thẳng băng luôn. Nó sẽ không ghi tạp âm, bạn hiểu không? Nó không ghi được những cái tạp âm xung quanh. Đó, là khi mình nói chuyện thì nó mới thu, nó mới bắt đầu nó nhấp nhứ cái dòng sóng này, cái sóng này. Đó, còn các bạn không nói chuyện là im ngu luôn, không thu được cái gì cả. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt cái tai nghe này đi và mình sẽ phát cái âm thanh mình mới ghi âm để cho các bạn coi ha. Mình tắt đi, và bây giờ mình sẽ phát nè. Đây, cái này nè. 124, alo, 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 vừa khô lên giá. Alo, 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 alo. Các bạn có nghe không? Chuẩn không? Chuẩn không? Đó, rất là chuẩn các bạn nha. Âm thanh rất là chuẩn luôn. Âm thanh rất là chuẩn luôn, không có bị tiếng ồn, tiếng ò gì cả. Đó, thì mình hy vọng là sau này mình sẽ sử dụng cái ghi âm này, cái bộ tai nghe này để mình phục vụ cho cái việc là ghi âm để mình làm clip bạn ha. Đó, còn ở trong cái video này thì mình đang quay cho bạn xem bằng cái máy quay máy ảnh Sony A6 IV, cho nên có thể là cái chất lượng thu âm nó sẽ không có tốt bằng. Đó, thì sau này mình sẽ sử dụng cái bộ tai nghe này để mình quay phim, mình ghi âm cho mọi người nghe ha, cho nó có được cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Khi nào mình mở màn hình lên thì nó mới nhận các bạn ha. Đây nè, đó, các bạn phải mở màn hình lên nó mới nhận. Đó. Đây các bạn.
lát nó sẽ nhận nha. Đó, ok, rất là nhanh, rất là lẹ mà nha. Thì mẫu mã này nọ cũng rất là đẹp, rồi âm thanh, chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng ghi âm rất là tốt. Thì mình hy vọng là sản phẩm này với cái giá tiền là 450.000 thì nó sẽ phù hợp với cái túi tiền của chúng ta các bạn nha. Và mình nghĩ là các bạn sẽ có thể tìm đến ngay chỗ chị Trinh tham mua các bạn ha. Ở đây là mình không phải là mình quảng cáo gì cho chị Trinh để mình lấy tiền quảng cáo gì các bạn nha. Ở đây là mình chỉ là mình thích thì mình quảng cáo giùm chị thôi. Đó, tại mình thường xuyên ra đó, mình quay clip cho nên mình muốn quảng cáo cho chị, giúp cho chị thôi. Đó, còn cái này là chị muốn tặng cho mình thì mình nhận thôi đấy bạn. Mình cắm sạc vô nó nhận nè. Đó, chúng ta không cần nhất thiết phải sử dụng cái bộ dây sạc đi theo máy ha. Mà chúng ta chỉ cần sử dụng cái dây sạc iPhone bình thường thôi là chúng ta đã sạc được cho cái AirPod này rồi. Đó, thì cái video của mình ngày hôm nay mình review vậy thôi. Còn con nữa, còn một cái này là cái này đồ gì Trinh tặng cho mình nữa là cái đèn này nè. Đó, mình review luôn. Thì đèn này mình cũng chưa biết cách cái sử dụng như thế nào. Bạn nào biết được cái cách sử dụng của cái đèn này á, thì chia sẻ cho mình nha. Đó, cái này là cái chị Trinh cho mình dùng thử nè. Tại chị Trinh nói là chị Trinh cũng không biết là cái chức năng nó sử dụng như thế nào. Còn bạn nào biết cách sử dụng thì để lại bình luận phía dưới mình nha. Ở đây là cái đèn này nó sẽ có cái móc này để chúng ta móc lên tường ha. Và chúng ta có thể dán cũng được nữa. Các bạn dán keo 3M nè. Cái miếng này miếng thiết các bạn nha. Đó, miếng thiết ở phía sau nó có miếng keo 3M, chúng ta lột, chúng ta dán vô cái vị trí nào đó. Rồi khi nào các bạn muốn dán vô cái đèn này vô thì các bạn chỉ cần dán vô vậy là dính cứng ngắc các bạn luôn ha. Đó, đây là dán cứng ngắc luôn nè. Đây nó có lỗ sạc nè. Đây chúng ta sẽ mở các bạn ha. Đây nè, mình cũng chưa biết cách sử dụng các bạn ha. Đây nó sáng bét lên nè. Đó, nhưng mà mình không biết là nó có cái chế độ auto nè, mình đặt ở chế độ auto nhưng mình đã thử hết tất cả, mình có che mắt lại luôn nè. Che mắt lại mình cũng di chuyển qua lại mà không thấy nó tự động sáng lên thì mình không biết là chức năng như thế nào, sử dụng chính xác như thế nào. Thì bạn nào biết thì để lại bình luận phía dưới để chia sẻ mình nha, để mình nói với Trinh. Tại Trinh chỉ bán mà chị Trinh còn chưa biết được cái cách sử dụng nữa nè. Đó. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chào các bạn.